lượng vàng. Kính chào quý khán giả và bà con nông dân đang theo dõi chương trình Kiến thức vàng do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang phối hợp với công ty Quá Nông Lúa Vàng thực hiện. Thưa quý khán giả và bà con nông dân, nhiều nơi nông dân xuống giống lúa đông xuân sớm gặp mưa lớn, hạt giống bị chôn vùi. Ở giai đoạn mạ, cây lúa bị ngộ độc phèn, ngộ độc hữu cơ kém phát triển. Dù lúa này, ốc bưu vàng cũng là đối tượng đáng lo ngại. Để giúp nông dân giảm chi phí sản xuất, trong chương trình Kiến thức vàng ngày hôm nay sẽ cung cấp thêm những kiến thức, kỹ thuật canh tác, giải pháp cho hạt giống khỏe và ngăn ngừa được các loại dịch hại ngay từ đầu vụ. Mời quý khán giả và bà con nông dân theo dõi. Xã Thới Quảng, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, nơi tiếp giáp với sông Cái Lớn dễ bị xâm nhập mặn, nên nông dân tranh thủ xuống giống vụ đông xuân sớm hơn các nơi khác khoảng 2 tháng. Nhiều nơi hạt giống vừa bám đất gặp mưa dầm làm chết giống, rơm rạ chưa kịp phân hủy, sinh ra các độc tố gây hại cho cây lúa. Với cách làm liên tục 3 vụ trong năm, không đảm bảo thời gian cách ly, cây lúa dễ bị ngộ độc phèn, ngộ độc hữu cơ sẽ kém phát triển, khiến nông dân phải tốn nhiều phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ở giai đoạn đầu. Theo lịch thời vụ á, thì của phòng nông nghiệp và ủy ban nhân xã đưa ra thì 30 tháng 9 này sẽ xuống giống, tránh gầy né gầy. Nó có lợi ích là như là xạ lúa thì đồng loạt, rồi cái trục chạc rồi bao tiêu sản phẩm rồi nó cũng dễ nữa. Nói chung ra là gì, rồi lúa mình bán cũng đúng ngày. Đúng ngày chứ không có thương lái vô ép giá. Nó là gì? Bị xả sớm quá, thành ra trong 15-20 ngày thì gom gạ nó chưa phân hủy hết á. Thành ra nó còn bị ngộ độc hữu cơ phèn thì nó phải có. Nó là làm cho bộ lúa nó phát triển chậm. Thành ra nó phải mất năng sức rồi mình làm cho nó phục hồi lại thì nó chảy bị làm lúa ngắn ngày mà. Phục hồi lại nó phải chảy. Rồi những cái là năng sức nó cũng không bằng ta. Bây giờ thì theo tôi thì tôi ra mà ruộng tôi thấy hình như là cứ nhìn xuống dưới ruộng chỗ nào có nước là chỗ đó là đại đa số là thấy có ốc rồi đó. Cái coi như là nói chung là cái mật độ ốc là cũng tương đối cao đó. Nếu mà chúng ta không xử lý đúng theo cái thuốc và đúng theo cái kỹ thuật thì chỗ nào mà ruộng mà bà con mà không được bằng phẳng mà chỗ nào sao sẽ xuống mà còn cái chủng đó, thì coi như là đại đa số là ốc ăn tuyệt đối là coi như là gần như là 100% cái vùng chủng đó hết. Tính đến cuối tháng 9 này, bà con nông dân xã Thới Quảng, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đã xuống giống hơn 150 hecta lúa đông xuân. Lúa đang trong giai đoạn từ mới sạ đến 15 ngày tuổi. Những buổi trao đổi trực tiếp với kỹ sư công ty Quá Nông Lúa Vàng, ngoài việc cung cấp tổng hợp các quy trình kỹ thuật canh tác, nông dân còn được hướng dẫn cách quản lý tốt các loại dịch hại để giúp cây lúa khỏe vượt qua những bất lợi ở đầu vụ lúa này. Kính thưa bà con, hôm nay là nhân cái dịp mà bà con đang chuẩn bị xuống giống cho cái vụ mới, thì tôi cũng có dịp đến đây để gặp bà con. Thì bà con có thể là trao đổi với chúng tôi những cái thắc mắc, những cái khó khăn của bà con trong cái đầu vụ này để chúng ta có thể đưa ra những cái giải pháp giúp cho bà con có một cái vụ mùa tốt hơn trong cái vụ này. Thì cái trăn trở nhất của bà con nông dân ở đây là cái loại ốc bưu vàng. Thì công ty có cái cách thức nào hoặc cái loại thuốc nào để giúp bà con triệt để cái ốc bưu vàng cho bà con nông dân trong cái vụ này? Trước khi mà xạ, nếu bà con thấy mà cái trong ruộng mình ốc nhiều quá thì bà con cứ để cái mực nước mình khoảng 3-5 cm á, mình rải rồi sau đó chừng 3 ngày sau ốc nó bắt đầu nó chết hết rồi mình tháo nước cạn ra rồi mình xới đất rồi mình xạ. Đó là một cách. Cách thứ hai nữa, bà con mình cũng có thể trộn giống mình xạ. Tại vì thường á, mà khi mà bà con trộn giống mà bà con xạ xuống á thì trời mưa đó, hay bị trời mưa đó, nhất là trong cái mùa này á, thì khi mưa như vậy thì ốc bưu vàng nó sẽ trồi lên và nó sẽ ăn giống. Do đó là bà con mình có thể trộn giống mà con xạ nó rất là an toàn với giống. Hoặc là nếu bà con mà làm ruộng mà nó khô á, bà con cũng có thể là chả rải dọc theo cái đường rãnh á. Và một cái nữa là sạo thì mình cũng có thể trộn phân với là mình rải cái tóc bay 120B này. Về cái liều lượng như vậy á, thì 1 kg là mình có thể sử dụng cho 2 công ha. Đây, xin hỏi cô Phương vậy chứ cái tóc bay này nó quản lý được mấy con ốc nhỏ không cô? Tóc bay này á, đặc điểm của nó là cái tính nhận dụ của nó rất là mạnh ha. Do đó là khi mình rải xuống là nó dẫn dụ được hết cả ốc nhỏ ốc lớn. Điểm của tóc bay là thứ nhất là cái mùi dẫn dụ rất là mạnh.
Thứ hai nữa là khi mà cái hạt thuốc mà quăng xuống là nó sẽ bung ra rất là nhiều hạt nhỏ. Hồi nãy anh cũng có kinh nghiệm rồi đó phải không? Nó bung ra rất là nhiều hạt nhỏ. Thì cái mùi dẫn dụ đến mà nó gặp cái thuốc mà nó bị bung ra như vậy thì nó cũng sẽ chết. À, như vậy là yên tâm, nó quản lý được cả ốc lớn và ốc nhỏ luôn nha. Em xin hỏi cô chú bên đây là như đất em thì bên đây em bằng ba vụ. Đất gom gã nhiều. Rồi mình làm sao coi là mình xả cho nó được tốt cô. Nếu mình có điều kiện mình phun được với cái loại nấm mà cho nó phân hủy á, trong cái điều kiện mà khô á, chưa có đưa nước vào á, khoảng 10 ngày sau thì nó sẽ phân hủy hầu như hết. Rồi sau đó mình xới đất. Thì khi mà mình xới đất, mình bón vào đó khoảng chừng 30kg vôi. Khi mình bón vô như vậy rồi mình xới đất, thì cái vôi này nó sẽ làm cho tăng cái pH. À, kết hợp với việc mình xả, thì mình có thể xử lý hạt giống bằng cái công cát. Dạ giống 20kg, thì mình có thể xử lý một cái công cát này. Ngâm ủ cho nó nước nanh đi, rồi pha cái gói này trong khoảng 1 lít rưỡi nước. Rồi mình trộn đều, ủ trở lại rồi bắt đầu mình xả. Xin hỏi cô là, tại vì khi mà mình xả xuống, vụ này là nó bị mưa, nó dập cái giống. Vậy thì công ty có cái thuốc gì để cho nó giúp lúa nó lên tốt không? Nhưng mà nếu mà gặp trời mưa mà dùi cái giống xuống cái đất á, thì sao nó lên được, phải không? Thì trong trường hợp đó thì mình sẽ xử lý như thế nào? Thì nếu mà trong cái trường hợp đó thì mình có một cái cách khác. Thì mình vẫn phải xử lý hạt giống bằng công cát để cho hạt giống mình khỏe ha. Kết hợp với mình trộn với tóc bay. Để khi mình trộn, mình cộng giống gì xuống có nước như vậy, có ốc thì nó không có ăn giống mình. Cũng có một cách khác như vậy. Nếu mà trường hợp mình xả, mình gặp cái mưa gió như vậy á, thì mình không có xả. Mình để như giống trong nhà, mình banh giống ra. Vẫn xử lý hạt giống bằng công cát nha, nó giống nó mới chống chịu được, banh giống ra. Mình để trong nhà. Rồi trong cái khoảng một vài ngày gì đó, nếu mình nghe thực hiện hết thời tiết, hết mưa bão, mình xịt nước lên cái giống rồi mình đem mình xả thì giống nó vẫn lên tốt bình thường. Trước đây, anh Quỳnh Văn Toàn ở ấp Xuân Đông, xã Thới Quảng, huyện Gò Quao cũng như nhiều nông dân khác chỉ ngâm ủ giống theo kiểu truyền thống. Sau khi gieo xạ, gặp thời tiết nắng nóng hoặc mưa dầm, hạt giống không thể bám đất. Nhưng qua áp dụng giải pháp xử lý hạt giống với thuốc kích thích đã giúp mầm mập, bộ rễ phát triển nhanh, cây lúa khỏe vượt qua bất lợi do mưa nhiều, ruộng bị nhiễm phèn, ngộ độc hữu cơ và ức chế được bệnh dằn lùn, lùn xoắn lá. Trước khi đó thì chưa có sử dụng form cát thì xả xuống thì gặp điều kiện hơi bất lợi chút, lúa mình nó yếu, nó không có được bổ sung chất đề kháng như mà lúc sử dụng form cát. Thứ nhất nói về cái chi phí rất là thấp, giá thành nó rẻ mà xử lý nó có hiệu quả nữa. Xong rồi trộn vô là cái mầm mạnh, nó phát triển tốt, đỡ cái công mà sau này mình phải dặm cấy. Rồi xong rồi nó chống chịu được, nó tăng sức đề kháng, chống chịu được với cái bệnh bù lạch, với điều kiện của thời tiết nữa. Cây lúa nó phát triển tốt, từ đó năng suất nó cũng tăng lên rất là nhiều. Ốc bưu vàng vẫn luôn là nỗi ám ảnh cho nhiều nhà nông, nhất là sau mỗi mùa nước nổi. Bởi ốc là một trong những đối tượng sinh sản và phát triển nhanh, gây hại nặng cho cây lúa từ khi xạ đến đâm chồi để nhánh. Những nhà nông có kinh nghiệm thường áp dụng các biện pháp để diệt ốc bưu vàng trước và sau khi gieo xạ. Đặc biệt, đầu vụ đông xuân này, ốc rất nhiều, nông dân cần sử dụng thuốc đặc trị diệt ốc nhanh và hiệu quả. Ở đây là ốc nhiều lắm, là bắt là không có thể nào xẻ nổi đâu. Hồi trước người ta lấy dịch tiếp bắt, mà giờ là bắt còn không nổi nữa, bây giờ là bị mần ba vụ, mà cắt vừa là có 9-10 bữa là xả lại nữa, đó có kịp. Bây giờ là nhờ cái thuốc tóc bay này nè, nó thơm, nó hình ra mình dục cái đó, nó lúa mình vừa lên 6-7 bữa đó ha, là nó cũng rất là hay nữa. Vì mình gãi hồi mà mình vừa đang xạ xuống nè, rồi tới mà 7-8 bữa đó là nó vẫn còn thuốc ở đó. Miễn nó bò ngang là nó bay mùi đó là nó ăn là chết đó. Giúp cây lúa khỏe ngay từ đầu không chỉ sinh trưởng, phát triển tốt, chống chọi được với những điều kiện thời tiết bất lợi, mà còn có sức đề kháng với các loại dịch hại. Do vậy, chuẩn bị giống tốt, xử lý giống cho mầm khỏe, rễ mạnh sẽ giúp nông dân ít tiêu hao giống và nhẹ cử phân đầu. Quý khán giả và bà con nông dân thân mến, chương trình Kiến thức vàng kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả và bà con nông dân đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn công ty Quá Nông Lúa Vàng tài trợ chương trình này. Quý khán giả cũng có thể xem lại chương trình này tại địa chỉ hauyangtv.vn. Những ý kiến đóng góp cho chương trình cũng như là muốn chia sẻ kinh nghiệm sản xuất hay với bà con nông dân, quý khán giả có thể gửi qua địa chỉ email chuyên mục kiến thức vàng .hgtv@gmail.com. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý khán giả.
Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả và bà con nông dân trong các chương trình sau.